Cách phi thuyền mang người vào không gian được phóng và trở về như thế nào? Đầu tiên, cần đặt phi thuyền chở người vào không gian vào vỏ bảo vệ và cố định. Sau đó lắp ráp tên lửa giai đoạn đầu và 4 tên lửa đẩy lại với nhau. Tiếp theo, kết nối tháp thoát hiểm tên lửa cấp 2 và vỏ bảo vệ với tên lửa cấp 1. Tên lửa đã được lắp ráp sẽ được vận chuyển đến trạm phóng bằng tàu hỏa. Sau khi đến trạm phóng, tên lửa được đặt dựng lên. Tháp nạp nhiên liệu và tháp dịch vụ bao quanh tên lửa để vận chuyển nhiên liệu. Công việc chuẩn bị trước khi bắt đầu phóng. 5 giờ trước khi phóng, quá trình nạp nhiên liệu bắt đầu. 3 phi hành gia sẽ được xe ô tô vận chuyển đến trạm phóng. Họ cầm một thiết bị làm mát cầm tay bên trái. Trước khi lên phi thuyền, phi hành gia được thông gió làm mát. Trước mỗi lần phóng, phi hành gia sẽ chụp một bộ ảnh ở cầu thang này. Sau đó, phi hành gia đi thang máy lên đến đỉnh của tên lửa. Từ đây họ lần lượt bước vào phi thuyền chở người vào không gian. Mỗi phi hành gia cần nằm ngửa trên ghế theo vị trí công việc của mình. Người ở giữa là chỉ huy, hai bên là kỹ sư vận hành bay. Chỉ huy sử dụng một cái gậy để điều khiển bàn điều khiển đối diện. Phía trước họ có một con thú nhồi bông. Nó được gọi là chỉ báo không trọng lực, cung cấp cảnh báo hình ảnh cho phi hành gia khi vào không gian. 2 giờ trước khi phóng, kiểm tra lại toàn bộ tên lửa. Lúc này, phi hành gia sẽ nghe nhạc thư giãn và chờ đợi việc phóng. 30 phút trước khi phóng, dây giằng và dịch vụ sẽ được thu hồi. 15 phút trước khi phóng, tất cả nhân viên đất liền rời khỏi hiện trường. 10 giây trước khi phóng, tên lửa bắt đầu được kích hoạt. Ngay khi cất cánh, 4 chân trống ở dưới cùng sẽ rút lại cùng một lúc để tên lửa bay lên. 20 giây sau khi phóng, tên lửa điều chỉnh quỹ đạo bay lần đầu tiên. 2 phút sau khi phóng, tháp thoát hiểm tách rời. Đây là vai trò của tháp thoát hiểm. Nó ngăn chặn sự cố xảy ra trong quá trình phóng. Tháp thoát hiểm có thể nhanh chóng đưa tàu vũ trụ thoát khỏi trạm phóng. Sau khi bay lên, không cần sử dụng tháp thoát hiểm nữa. Lúc này, nhiên liệu của 4 động cơ phụ đã cạn kiệt. Nó sẽ tự động tách rời khỏi tên lửa, cùng với tốc độ tăng lên của tên lửa. Lúc này, phi hành gia phải chịu đựng gia tốc trọng lực gấp 3 lần. 155 giây sau đó, tên lửa xuyên qua tầng khí quyển. Vỏ che phần trước tách rời khỏi tên lửa. Sau 5 phút bay, nhiên liệu của tên lửa cấp 2 sẽ cạn kiệt và sau đó tách ra khỏi tên lửa. Tên lửa cấp 3 bốc cháy tiếp tục đẩy tàu vũ trụ lên cao. Sau 8 phút 50 giây kể từ khi phóng, tên lửa cấp 3 tách ra, tàu vũ trụ chính thức nhập vào không gian. Phi hành gia sẽ thấy chỉ báo trọng lực nổi lên. Lúc này, phi hành gia nhập vào môi trường không trọng lực nhẹ nhàng. Đồng thời, anten và tấm năng lượng mặt trời của tàu vũ trụ được mở ra, cung cấp năng lượng cho tàu vũ trụ. Lúc này, tàu vũ trụ cách trái đất 240 km, bay với vận tốc 27.000 km/h đến trạm không gian. Sau khi kết nối thành công với trạm không gian, phi hành gia sẽ đi vào trạm không gian, thực hiện công việc trong không gian trong 6 tháng. Đây là quá trình phóng tàu vũ trụ có người lái di vào không gian. Mỗi lần phóng tàu không gian đều là kết quả của hàng chục năm nghiên cứu và phát triển cũng như là sự cố gắng không ngừng của các kỹ sư, nhà khoa học và phi hành gia.